Làm việc đến qua giao thừa và nghỉ Tết chưa tròn một ngày mùng 1 Tết, thì 4 giờ sáng nay 26 tháng 1, tức mùng 2 Tết, cán bộ công nhân viên công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đã trở lại làm việc. Thức khuya dậy sớm, không thể tận hưởng trọn vẹn Tết đoàn viên, nhưng mọi lao động ở công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đều xác định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp. Những ngày lễ Tết thì công việc thì nó cũng nhiều hơn và mệt mỏi hơn những ngày thường một chút. Nhưng mà anh chị em được nghỉ ngày mùng 1, tháng mùng 2 đi làm thì cũng rất là vui. Dạ, vì là mình đã làm hoàn thành nhiệm vụ và công việc của mình để thành phố xanh và sạch đẹp. Các cấp lãnh đạo trong công ty và trên thành phố quan tâm nên các chị em cũng anh chị em trong công ty cũng rất nhiệt tình và năng nổ và quên hết cái sự mệt mỏi. Không chỉ với thành phố Vũng Tàu, lao động ngành vệ sinh môi trường ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ mùng 2 Tết cũng đồng loạt trở lại làm việc. Tôi và mấy anh em trong công ty thì đã chọn cái nghề này rồi thì dù có vất vả bao nhiêu cũng phải chấp nhận. Tại vì tất cả vì mọi người là muốn cho thành phố này xinh sạch đẹp nên ai cũng cố gắng hết. Phải cố gắng làm sao để cho là hoàn thành trong cái vụ Tết này cho sạch đường phố xanh sạch đẹp. Vào dịp Tết hàng năm, từ 23 tháng Chạp trở đi, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Nên ngoài lực lượng lao động hiện có, các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường đã phải thuê thêm lao động thời vụ và phương tiện để đảm bảo thu gom rác triệt để trong ngày. Tăng ca, tăng giờ làm việc, huy động tối đa phương tiện, nhân lực thu dọn rác. Các đơn vị phụ trách công tác môi trường còn ứng trực quản lý xuyên suốt để xử lý những sự cố. Đến mùng 2 Tết hôm nay, hầu khắp các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo vệ sinh. Những khu vực vùng ven cũng không có điểm rác thải phát sinh trái quy định. Nỗ lực không ngơi nghỉ của cán bộ công nhân vệ sinh môi trường đã góp phần đáng kể trong tạo mỹ quan văn minh đô thị, tạo cho Bà Rịa Vũng Tàu môi trường sạch đẹp, trong lành, hầu như mọi lúc mọi nơi. Bà Rịa Vũng Tàu dịp Tết này vì vậy mà cũng đẹp hơn, ấn tượng hơn trong lòng người dân địa phương và du khách muôn phương.